lộ. Vâng, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Mình là Rồng Đỏ Xanh đây. Ngày hôm nay mình sẽ ngay bình 18 tháng 7. Nói chung là mình quốc tế cùng mẹ thì mình không biết, nói chung là mình chỉ biết ngày 8 tháng 3. Thì ngày hôm nay thì mình đã ép sẵn Evan rồi, nhưng mà mình nói lại cho anh em biết là hiện tại là Evan này là cần những gì ép thì mình để mình nói cho anh em xem. Đây, làm kiểu đỏ hoa hồng này là cái này là anh em ăn Evan su đây, thì hoa hồng cưỡi với lại hoa hồng cưỡi thì anh em mở túi ra nha, mở túi này ra, túi hương này anh em đi chan đi điện nó rất là anh em đừng không quá rất là rồi nè. Còn cái nơi tình yêu thì cần một cái nơi tình yêu thì anh em đi hoạt động cống chim và tẩu đùa các kiểu con đại điểu nó sẽ cho anh em. Còn cành hoa hồng thì anh em mua này một cái 2 xu tại cái con này đây, một cái 2 xu nha. Mình mua cho mình mua là trong cái mà ép sẵn rồi, cái gì đây ép sẵn rồi mình nói lại cho anh em biết thôi. Đây là Evan su, ok. Còn em bình thường này là bó cúc nồng nàn này, thì anh em ép nó thì cần hoa hồng mình cưỡi này và nơi tình yêu và cành hoa cúc. Thì hoa hồng mình cưỡi với cành hoa cúc thì anh em mở túi hương này ra này, còn nơi tình yêu thì anh em đi hoạt động các kiểu con đại điểu nó sẽ cho anh em. Đây mình mở túi ra cho anh em thấy này, thì bỏ dưới nó nhanh đi. Đây mở túi ra nó cho anh em là hoa hồng cưỡi và cành hoa cúc này. Tính ra cái Evan này là không tốn tiền vàng lắm. Nếu anh em nói chung là anh em chan đi liền quá, anh em dồn là anh em mở ra, còn không thì anh em có thể mua cành hoa cúc này, báo một cái 3 vạn tại đây. Thì anh em ép cái bó cúc lần nào này. Bây giờ thôi mình giới thiệu đã đủ rồi, bây giờ mình sẽ ăn Evan cái gì. Trước tiên mà ăn Evan thì anh em nhắn mình nút like nha, cho mình nút like đi để mình ăn Evan là để mình trốn cái gì đủ mà ăn Evan rồi mình trốn núp đồ ăn ra đồ ngon cái gì để mà ăn Evan. Hiện tại đây, bây giờ mình ăn Evan su trước nha, núp đến ngày này cũng ăn không ra gì là đủ món chụp đậu nó luôn. Bây giờ mình sẽ ăn nó ra cái gì anh em chờ nút lại nha, rồi mình ăn bắt đầu mình ăn này. Lúc nó được nhiều anh em, rồi 1,5 triệu rồi lắm, cái này như 1,5 triệu mình rượu mà nói chung mình học dốt luôn, không biết đếm số của mày nhặt đếm nút đi cho 1,5 triệu đó, các 1,5 triệu đó. Má ơi tự tin luôn cái gì, trụ má ngon tiếp luôn, trụ má tiên hồng màu thật ngon. Rồi nút đã từ đây nó cho cái này tóc tay bất vọng này, anh em có thể chan đi kiếm đồ cộng dọc cái sơn bội lộ của em. Rồi bây giờ bạn ra một cái sơn bội lộ kéo kéo lên đây cho anh em nói gì đó. Cái gì đây, cái gì lại đó hiệp hồn tử phù đi dùng sẽ nhận 6 phút liền công ở vòng đồ là vì cái đồ mới ra chức năng mới hả? Điều hoàng mới ra chức năng mới thì sao ấy? Bây giờ bạn cái gì đó ngon cái gì. Hiện tại là tinh hồng bò thạch có tử thì tinh sờ này rất là cái giá như cái gì. Những cái đồ may mắn này các kiểu này cũng có giá luôn nha cái gì. Cái này tiện nhất là một cái là 10 xu rồi cái gì. Thủy tinh đó mà tinh hồng thật tiện nhất một cái là 10 xu rồi cái gì. Đó tinh hồng lần nữa cái gì này. Ốp má cái bánh. Bỏ bánh ngon. Đó cái bánh này cái gì? Tổng nghiệp phô du nè, ngon đó tinh hồng thành cái gì. Ủa má ngon quá cho này nữa, cho ngựa về đây ô quanh một tiết thì đã lên server này nha, là nói chung là cho ngựa không cho chỉ dài nha, này khó lắm, khó gần chỉ dài lắm, chỉ dài anh em phải ép lên họ mua. Chung server nói chung server chắc thôi để đậu mình khá là mẹ nó vô vô ăn tiếp cái gì đủ má tìm xui đó này. Đó, cho tiếng hồng của thành cái gì thì hơi lộ đặc biệt là đủ cái này túi cái tiếp cái gì. Hiện tại là anh em mới vừa tham gia vào server thì anh em sẽ nhận được cấp 89 nha, và một cuốn bí kíp tự chọn. Thì anh em ăn hay bình không lên được cấp trăm đó, mình chơi đồ mà đầu xưa bây giờ cấp 10 mấy cái gì nè, lậu lội thì khác mẹ ăn cái xui quá cái gì đó, và lòng bị thồn đi. Cho con người gì cái này đậu tay nhân vật với là tử, với tử đường rất là cái giá như một cái cũng 7-8 xu quá chặt tươi ghê ta. Để thế này đủ quá nó ăn hay bình mình đủ mà tí nha anh em. Rương mà đầy rồi. Để chuyển ngựa qua đi, thường quá cho ngựa như thế ta. Mình đều ăn nó là như là thường trên hồng bảo thạch nhiều vào. Tiên thân đặc biệt á mốt tiên thân đặc biệt á một cái giá này cũng như lại gì nó cho mình ăn được mấy cái này rồi. Đâu biết là dòng mẹ lưu trước rồi đợi xíu mình ăn xong rồi mình tổng kết lại cho mình được bao nhiêu đồ anh em yên tâm. Họ cho nhiều đồ đúng không chị, cái gì đấy cho nhiều đồ đúng không, còn nhiều người lại đủ món 13 thân điện họ như dịch đi được rồi đủ má anh em xem tốn thời gian anh em chịu chết luôn. Thì mình cái chuyện mình bây giờ mình ăn rồi nhưng tổng kết rồi xong gì vậy ta mẹ thằng lồn đầy gương mẹ rồi. Vậy chứ anh em đừng có bộ vàng từ từ tặng đây anh em nhắn mình nút đăng ký luôn cái gì sẵn tay khi nào thì chia sẻ với mình luôn. Thì bây giờ mình chuyển máy ngựa qua rồi gương mẹ chặt quá. Tinh hồng bò thật thì tinh chuyển qua luôn đồ như thế ngon cái gì ở bên này là tốn ngàn xu nha cái gì ngàn xu cái thì anh em mua của Adiwan thì bán khoảng 600-700 thôi, 600 thôi, 600 cũng rồi 600 ngàn, cà xu 600 ngàn đó. Thì vừa rẻ vừa xu giá rẻ mà anh em tham gia vào server là miễn phí về chơi luôn nha. Một PC 4 ạc, một đường truyền mạng anh em có thể chơi được 10 ạc, từ 3 máy anh em có thể chơi được 10 ạc. Bây giờ mình ăn này, đứng là ăn luôn cái lộn của anh đó. Nó thì không phải đánh đủ, nó thì không phải đánh cho nhiều anh đủ cái bánh nữa, cho cái bánh là ngon. Cái này thì cái mặn mới. Đây món đồ đặc biệt gì đó. Đó, mình ăn này. Đủ quá, thì tin như vào đủ má mình đang cần thì tin đây. Ra thì tin đi. Đây, nhiều cái coi có tinh hồng vào dịp tinh hồng vào đặt chiều bữa sau thì tính cho x chia 3. Đồ làm gì tính. Sao không cho mấy cái này nhiều cái ta. Ngon ngon anh em, được má một cuốn chiếc này. Đụng nó đầy mẹ lương rồi. Anh em dịch lại nữa lần nữa anh em. Mẹ. Đó, tính gọi nó cho chứ tính hồng thật nhiều cái là. Tiếng hồi lộ này, cũng có tiếng hồi lộ có tiếng hồng thật nhiều ta. Ngựa nó cho ngựa nhiều, anh em có thể ép ngựa nha, để tí nữa mà coi mình ép ngựa cho anh em xem. Còn 9 cái chưa dịch đi được rồi, lợi nhiều. Còn 9 cái nhà luôn này. Ok, đã mình ăn xong mấy bình rồi cái gì. Thì ăn ngay bên xong rồi thì mình sẽ nhận móc nha, cái gì thì mình xếp lư là nhận móc coi. Nhận móc nó cho cái gì nữa vậy. Anh em cứ xem đừng có vội vàng mà tắt, còn nhiều video, còn nhiều hấp dẫn. Mình nhận thử móc này, mình kiểm tra này, mình sử dụng được 500 cái này rồi này, nhận móc này. Ok, đủ má cho 15 điểm tiềm năng cái gì. Được. Rồi bây giờ thì mình nút luôn ai bình thường này cái gì. Ai bình thường này cho nhiều triệu nghiệm này. Triệu ngàn với 10 ngàn thì mình đủ, mình đặt dấu mình đâu có đếm số được đâu cái gì. Nút bây giờ mình nút mát thử do lên được cấp bao nhiêu, ta là 109 à, bao nhiêu. À cấp 109 mà lên được cấp mấy cái gì. Hiện tại là server đang có cũng 4-5 băng hậu năng lớn mạnh nhất server này. Anh em có thể tham gia vào chiến rồi. Mới tham gia vào thì mình mới nãy vừa nói là mình sẽ nhắc lại, anh em vừa tham gia vào server nó sẽ cho anh em sẽ nhận được hỗ trợ lên cấp 89 một phút chip từ chọn anh em liền skill rất là cực kỳ là lên rất là nhanh luôn. Anh em ăn có thể ăn 2 cái bình này có thể lên cấp 100 là cái gì. Mình chơi từ đầu xưa tới giờ mình lên mới cái cấp 101. Hiện tại là server đủ lên cấp 111 rồi. Và số 1 cái gì đẹp. Chiều nay đủ má quýnh của số đề luôn. Quýnh 17 lô 3 số 1 luôn. Đủ má trời lớn rồi nè. Hiện tại server là cháy ngang à, tay không lại nha. Server đông. Rồi chơi anh em trong anh em mà ngày khổ đói gì vào để chơi cũng được hết. Trong server này chơi để tốn tiền lắm anh em. Anh em có thể chơi không mà nạp cạc cũng được, nhưng mà anh em ăn hơi bình anh em có thể nạp cạc nha. Họ là mua xua đi à. Lên cấp còn bình thường anh em miễn phí về chơi rồi. Rồi mình đã ăn được 500 xong 500 cái rồi cái gì. Thì bây giờ thì mình sẽ nhận móc cái gì. Móc cánh hoa hồng ở đây. Bó cúc nồng nàn chứ mẹ nó nhận cho gì nữa nha. Má cho mua 200 triệu à. Ngon nè. Rồi mình ăn mát rồi. Mình ăn mát rồi cái gì. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái rương qua cho anh em xem cái rương mình này mẹ ăn được những cái gì nhỉ. Quá đồ ngầu ra này mà. Cái rương này cái gì. Rồi. Đó. Đâu. Đó, anh em thấy không? Quá đồ rất nhiều. Tinh hồng quả thật này thì tinh cho được 4 viên. Tinh hồng quả thật cho nhiều ở đây. Đừng có nhắc đếm quá, anh em ngó đi. Ngó ngõ mà được mà mình ngõ mà kiểu như mình hưởng thức đây nè, ngõ thì nó không bỏ tập cho người cho nó nhiều luôn, mấy cái này nữa cho nó nhiều, cho hai cái bánh luôn nè, đó ngựa nói đi. Hiệp hội sinh tử phù sử dụng sẽ nhận được 60 phút để công ở bọn lừa đảo. Ok, thì bây giờ thôi bây giờ mình sẽ coi ép con ngựa cho nhiều, mà ép ngựa chơi luôn em. Bánh lúc mẹ đi làm gì máu nục luôn, hai bánh nục luôn. Tụi má mà thằng nó ồn quá nhiều. Cái mẹ luôn đi. Để ép ngựa, mình ép ngựa chơi anh em. Hồi trước mình có ngựa nhiều lắm mà mình đâu có ép ngựa nè. Ép ngựa gì như về thôn, về thôn mà ép rồi. Ai ba muốn đổi ngựa chứ già này, ba muốn đổi ngựa thố này, ba muốn đổi ngựa chứ già thành ngựa phi vân này anh em thấy không? Ngựa chứ già này, hai con chứ già 5 tiền đồng này, thì anh em có thể đậu được con vâng, thì em coi đảo con hạt đảo chỉ dài làm gì người ta biết này, hai con này 5 tiền đồng để xù rồi. Đây, phải dài chứ đi. Sao người ta biết nữa nè, lại mở ra hả ta? Đặt phương rồi đủ má chơi cái nào cái đầu mãi là cái gì. Anh em thấy video hay anh em chia sẻ giùm mình nha, like và đăng ký giúp đỡ ủng hộ mình luôn, rồi mình đạt được 10.000 subscribe nha. Cái gì lộn nó ồn quá đi tụi mẹ em. Ok, ra nó cho đồ nha, nhiều cái để ép ngựa chơi luôn. Mở ngựa ra biết đô này, một con, 2 kg này. Ok, đâu đâu, ngựa đâu, ngựa chứ già đâu, đồ mẹ rất mẹ rồi, lừa. Cho 5 vàng cái gì rồi mẹ đủ mẹ đất nữa, còn 2 con này lầu rất tiếc này đủ má. Ở đến đây mình sẽ ngừng clip rồi cái gì. Chào tất cả anh em.